Xin chào các bác nha, em tiếp tục lên sóng con bếp từ đơn Panasonic. Con này đời rất là cao các bác, đời 2017 đấy ạ, 2017. Mặt đá này gần như mới, chưa dùng luôn, bóng loáng như mới. Đấy. Có cái mặt này thì nó hơi chuyển màu một chút rồi các bác nha. Đời 2017, gần như bếp chưa dùng. Đây là một cái con 2017. Điện dây từ các bạn thích đời cao các bác lấy con này. Đời cao 2017. Gần như rất là ít dùng. Panasonic KZ PH33. Tăng giảm nhiệt độ. Thời cao. Cái chiếc này em bán là 1 triệu mốt nhé. 1 triệu mốt cho một cái bếp từ đơn Nhật xịn luôn, Panasonic. Đấy, đang đun các bạn, đun khá là nhanh luôn nhé. Bật cái là sôi. Ở đây là một cái con na mà em đăng lên đấy. Con này năm 1994. Bác nhìn con ốc của nó này. Phải nói là na này sẽ chất lượng tốt không ạ? Đứng đầu bảng luôn nhé. Còn càng đời mới bây giờ nói thẳng ra thì càng ngày làm nó cũng sẽ càng giảm đi, không thể nào mà giảm. Con này được em bán 600.000 đây này, 1 triệu mốt Panasonic. Có đắt hơn ở cái đời mới hơn mà cái thương hiệu. Còn bản chất cái thằng Na Pana này nó cũng nhiều các cái model nó cũng phát triển từ cái thằng Na cái lên đấy, nó sâu một luôn đấy. Này có chức năng gì đây? Hình dạng bật nhanh. Này chắc là hẹn giờ. Chức năng gì đây không biết. 1 triệu mốt thôi các bác. Mà đây em bây giờ nha. Sở dĩ mà em bỏ cái con này. Đây này nói chia sẻ thật với các bác là bán cái bếp từ này em bán nhập về. Nhập về chậm, bán chậm lắm. Bán những cái con này mà thời điểm trước để bán bù cho các cái con về vỡ hỏng ấy, thì phải bán lên tầm 1,7-1,8 triệu. Con này thì phải bán 1 triệu 1 triệu mốt thì nó mới bù được cho những cái bếp mình nhập về. Cái này em nhập về một cái lô mà các bác thấy nó con thì nó vỡ, con thì nó hỏng nhiều như thế này rồi. Đây phải tầm mười mấy 20 con này toàn bị hỏng với cả vỡ viếc này. Trên là tính chia lô ra thì bán thực sự ra cho các bác không đủ bù vốn, nhưng mà thôi bán đi. Còn hơn là để đấy mãi chả bán được. Đấy, em so sánh cho các bác, đây là một cái con Pana đời 2017 nhé. Mình phải nói công bằng luôn là các cái model đời mới bây giờ bác nào mà gọi là sành chơi thì các bác nhìn hiểu. Từ con ốc đây, các bác nhìn thấy con ốc của bọn Pana đời mới này, nó cũng không mạ miếc gì nữa. Nhưng mà đây, mới con này là 2017 thì năm nay mới là có 7 năm. Sang bước sang năm thứ 7 thôi. Con này 94 là 30 năm con ốc này các bác. Con Na đấy. Chứ là ngày xưa nó tốt thật sự luôn. Bây giờ thì nó vẫn là tốt đấy, nhưng mà mình nói nếu mà nói đúng ra là không thể nào mà cẩn thận bằng các cái dòng ngày xưa được. Trên là những cái dòng ngày xưa ấy mà bác là tìm được một con đẹp sẽ được, vừa được bếp đẹp nhé, chất lượng tốt mà lại giá thành rất là rẻ. Ví dụ như con bếp từ đựng này đây, con ốc này các bác nhìn đây là nó cũng có chớm gì một chút đây này, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mặc dù em đang bán cái con này thật Pana đời mới, mà nó là tâm lý khách hàng mà, mỗi người một ý, mỗi người một kiểu, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà mỗi khách hàng nào cũng giống nhau được. Đấy, như con này em đang bán 600.000 chỗ mốt 600, rẻ hơn 500.000 mà Na rất tốt. Nhưng mà nó bị cái tiếng năm 94, 30 năm. Nhiều bác không hiểu thích đời mới này thì mới có 6, 7 năm đó. Mà rõ ràng là đời ngày xưa làm tốt hơn rồi. Thôi miên man nhiều quá, bác nào lấy con này thì alo cho em nhé. Có mỗi con này này 1 triệu mốt. Chào các bác.